Nhiều người bảo, cây hồng ngọc mai có nguồn gốc từ Thái Lan. Thế nhưng, theo nhiều tài liệu ghi chép, cây hồng ngọc mai hay sơ di cảnh có nguồn gốc ở Tây Ấn, Nam Mỹ. Với vẻ đẹp vốn có, cây hồng ngọc mai đã làm siêu lòng không biết bao nhiêu người có niềm đam mê chơi cây cảnh. Họ muốn tìm hiểu về loài cây này nhiều hơn, thế nhưng những thông tin về loài cây này lại rất ít, và chỉ có thể tham khảo được từ các tài liệu ít ỏi trên mạng và từ những sự chia sẻ của các nhà chơi cây cảnh giàu kinh nghiệm. Cây hồng ngọc mai thuộc loại thân gỗ lâu năm, màu nâu, nhiều cành, có thể uốn cong tạo dáng. Lá cây hồng ngọc mai là lá đơn, hơi dày, thuôn nhọn. Lá hồng ngọc mai dài 4-8cm, mặt trên nhẵn, mặt dưới nhám có màu xanh nhạt hơn mặt trên. Hồng ngọc mai cho hoa theo từng chùm từ 3-5 bông, hoa nhỏ, màu hồng hay đỏ, 5 cánh, nhị và nhụy màu vàng, có hương thơm dễ chịu. Quả đến khi kết trái có quả như trái sơ di có thể ăn được và có vị chua ngọt, giàu vitamin C. Hạt cứng, có 2-3 hạt. Dễ nổi, có thể xoắn ôm vào đá tạo ra những hình dáng đẹp mắt. Với vẻ đẹp tự nhiên mà trông rất nghệ thuật và đủ các hình dạng uốn lượn như cây hồng ngọc mai, thì việc trồng loại cây này có khó không? Thực ra, việc trồng hồng ngọc mai không mấy phức tạp, chủ yếu ở khâu tạo hình cho cây. Chỉ cần óc thẩm mỹ và sự khéo léo, bạn sẽ có một chậu hồng ngọc mai tuyệt đẹp. Cây hồng ngọc mai là loài cây thích hợp làm cảnh, cây phong thủy, tạo vẻ đẹp tự nhiên, tươi mát, giúp ngôi nhà bạn trở nên sang trọng hơn. Giới làm vườn thường rất thích loại hồng ngọc mai ôm đá. Với loại này, đầu tiên, người ta sẽ ươm từ phần nhánh lên. Khi đã đến một độ lớn cần thiết, cây sẽ được đưa vào trồng trong một loại chậu dạng ống nhằm giúp cho rễ dài. Và khi cây đã đạt đến một độ cao nhất định, thì lấy ra và dùng bộ rễ đó cho ôm vào một khối đá. Giai đoạn này cần sự thẩm mỹ và óc nghệ thuật của các nhà làm vườn để tách rễ sao cho phù hợp và đẹp nhất. Với vẻ đẹp sang trọng và cầu kỳ như cây hồng ngọc mai, thì việc chăm sóc liệu có dễ dàng chăng? Hồng ngọc mai là loài cây ưa sáng, thích hợp với khí hậu ấm áp, sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện bình thường. Cây rất dễ chăm sóc và hiếm sâu bệnh. Mỗi tháng nên thường bón phân. Theo lời khuyên của những người chơi cây cảnh có kinh nghiệm, thì nên dùng phân hữu cơ dạng viên. Mỗi tháng chỉ cần bón một nhúm phân hữu cơ dạng viên một lần là được. Thực hiện bởi đội ngũ MVN mua bán nhanh.com. Nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh mua bán nhanh bạn nhé.